Quán của Chipu bị chế đắt vì bát phở 200 tạ, đề tì dành tranh cãi kịch liệt. Ông một số ý kiến cho rằng mức giá này là đắt so với giá một bát phở thông thường. Với giá một bát phở thương giao động trong khoảng 50 kb, 60k. Tuy nhiên, ý kiến này sau đó vấp phải tranh cãi kịch liệt. Với đây, thông tin quán phở lá bánh do Chipu mở tại Thượng Hải, Trung Quốc đã chính thức hai trương thu hút đông đảo chú ý của bé hâm mộ. Được biết quán phở của Chipu nằm tại con phố Sầm Quốc ở Thượng Hải. Menu quán gồm có phở, cà phê Việt Nam và trà sen. Hỏi về nói phán của Chipu đã thích thú thế nào trước thông tin nhà của thần tượng đã khai trương. Đông đảo khách hàng đến đây để thưởng thức món ăn nổi tiếng của Việt Nam và quan trọng là để ủng hộ Chipu. Bên cạnh đó, không ít reviewer đã đến đây để làm review, từ đó đã có không ít ý kiến tranh cãi về giá món của quán. Cụ thể, theo review của phán tại Trung Quốc, một bát phở kèm theo quẩy và trứng trần ở quán Chipu và giá 59 nhân dân tệ, tương đương gần 200k. Dưới bình luận của bài review này, có một số ý kiến cho rằng mức giá này là đắt so với giá hộp bát phở thông thường. Bởi giá một bát phở thương giao động trong khoảng 50 TV, sáu 60k, thêm tạp quẩy và trứng cũng không đến giá 200k. Tuy nhiên, ngay lập tức, ý kiến này đã nhận về nhiều phản ứng trái ngược từ cộng đồng mạng. Cụ thể, đông đảo bình luận cho rằng đánh giá này có phần tiến diện. Nếu tình cả chi phí mặt bằng đắt đỏ ở Thượng Hải, nguyên liệu, nhân viên, dịch vụ thì mức giá 200 ta, bát phở là không hề đắt. Trước đó, có không ít phán Việt Nam giống tại Trung Quốc đến về kiểu món phở và dành rất nhiều lời khen ngợi. Việc chế giá đắt như trên chỉ đến từ một số ít cư dân mạng mặt hôi. Một vị khách đã trải nghiệm có chia sẻ cảm nhận trên Weibo rằng nước dùng của phở được làm từ xương bò ninh từ 6 đến 8 tiếng, mùi vị rất thơm môi. Nên ăn trứng trần trước khi thưởng thức phở, nếu thêm chút giấm tỏi nhé, hương vị sẽ rất tuyệt. Tình ảnh chi phu cười tươi, hờn hẩn hờ bê phở phục vụ khách hàng càng khiến dân tình thích thú. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng chỉ bỏ 200 ta mà vừa được ăn ngon, vừa được tập thần tượng không những không đắt mà thật sự là quá hời.